dòng xe AB đời mới nhất nhanh em ơi, đời 2025 vừa mới ra mắt của Honda luôn nha. Và có những cái mẫu phiên bản gì thì anh em cứ theo dõi video này nha cả nhà. Đó, đây là lên cho anh em mà AB 125 nè, bản cao cấp, bản tiêu chuẩn và bản thể thao nha. Và bản thể thao nó đã cải tiến với những cái màu sơn cực kỳ đẹp mắt luôn nha cả nhà, màu sơn xám xi măng nè, mặt đạm màu đỏ cho anh em luôn. Cái màu này giống như màu sơn 3D luôn nha, nhưng mà đây là màu sơn của hãng cho nên là màu sơn rất là chất lượng nha anh em, không có còn sợ là lên sơn gì nha cả nhà. Đó là màu sơn zin của hãng luôn. Và giá xe của dòng AB 125 hiện tại bây giờ còn có 42 thôi, từ 42 nha. Và anh em mua góp thì chỉ cần đưa trước cho em từ năm cũ đủ 18 có căn cước công dân nha. Và cửa hàng có thu xe cũ đổi xe mới nha anh em, cứ chạy xe cũ gì mang qua cửa hàng em sẽ hỗ trợ thu lại cho anh em nha. Còn anh em ở xa, ví dụ mà anh em ở xa lên cửa hàng sẽ được hỗ trợ xăng xe đi lại nè. Còn những cái màu sơn này là màu sơn zin của hãng, ví dụ như anh em không thích màu sơn này thì cửa hàng sẽ độ sơn theo yêu cầu cho anh em luôn. Ví dụ anh em lướt video thấy màu gì lạ lạ cứ chụp là màn hình gửi qua cho em thôi, em sẽ độ theo yêu cầu thôi. Màu sơn như thế này anh em thêm cho em thôi, từ 1,5 triệu là sơn xe được luôn nha cả nhà. Và anh em đặc biệt lưu ý nè, cửa hàng có độ đề mi cho anh em luôn. Ví dụ anh em thích lên đề mi cho dòng AB hiện tại bây giờ rất là ngầu luôn nha anh em, lên đề mi nè, hoặc là anh em thích lên chó đèn Zinbass hoặc là bi cầu cửa hàng có lên luôn. Nhưng mà con này em đang ví dụ thôi nha cả nhà, nhưng mà anh em thích lên là cửa hàng sẽ có lên cho anh em luôn nha. Nó lên màu sơn này, lên đề mi nè, lên bi cầu cho anh em luôn. Đó là dòng AB 125. Thì qua bên đây có dòng AB 160 luôn nha cả nhà. Đây có màu xanh đậm nha anh em. Nó đây AB 160 bản 2025, nó có màu đen bóng, màu đỏ luôn nha cả nhà. Nó hiện tại cửa hàng còn mấy màu thôi, tại vì mua nhiều quá, vừa mới ra mắt là lên con nào là đi con đó à. Nên anh em không có sợ thiếu xe nha, cửa hàng vẫn còn nhiều xe nhưng mà để dứt kho thôi. Đó, thì AB 160 bản này bản cao cấp thì giá hiện tại của em nó là 59 cũ nha anh em. Nó liên hệ trước với em sẽ được hỗ trợ thêm một cũ nha cả nhà. Mua góp dòng này thì cũng đưa trước cho em hơn là năm cũ là lấy xe về luôn, đủ 18 tuổi có căn cước, thu xe cũ đổi xe mới nha cả nhà luôn. Và anh em liên hệ trước với em sẽ có những cái ưu đãi nè. Anh em chỉ cần liên hệ vào số Zalo phía dưới màn hình, em sẽ hỗ trợ tư vấn cho cả nhà nha. Và xem được video này anh em cho em hơn xin một follow subscribe nha. Xin chào.